Ước Mình Cùng Bay phát sóng lúc 20 giờ thứ tư, thứ năm, thứ sáu hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng Vion. Con nói mày nghe, thấy chưa? Mày làm như vậy là bà rung động liền. Mày làm quá. Quá đâu mà quá, chứ làm tiếp viên hàng không kiểu gì mà không có tiền. Mày làm quá. Đưa đưa hết đi, dính lại chi vậy? Dính cái gì? Tiền tao không phải để trả nợ nữa. Ủa đây nó gì? Hả? Tiền này tôi có xài đâu. Cũng tiền của mẹ để cho mẹ chữa bệnh không à. Tiếc cái gì mà tiếc. Con cái gì bất hiếu. Thì ổn, dữ gì Quang. Mẹ ơi, bây giờ con phải chuẩn bị đi bay rồi. À, con đi bay hả? À, không may thôi à. Để mẹ dậy mẹ đi về, chứ nhà cửa dưới bỏ không ai coi. Thôi 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 thôi, mẹ đang bệnh tật như vậy này, mẹ phải ở đây năm bữa nửa tháng cũng được, mẹ phải tịnh dưỡng cho khỏe rồi mới về chứ, đúng không? Đúng rồi đó, Hoàng nói đúng rồi đó mẹ. Bây giờ mẹ cứ ở đây nghỉ ngơi đi, đợi con đi bay về rồi tính nha. À, mẹ đã canh chừng mẹ nghe chưa? Đi đi. À, vậy con đi cẩn thận nha. Về sớm chăm sóc mẹ nha chị. Đi ra đây nhìn, nguyên một cái sân bay đưa trẻ ngoài. Bà Nhi bà đi rồi, ra đây ra đây ra đây. Trời ơi, con nói bà Nhi bà giàu lắm, bà ở nhà kế sân bay là giàu lắm. Trời ơi, đó đó đó. Đàn ông nào thì cũng phải trưởng thành. Muốn trưởng thành thì phải trải qua bài học. Bài học nào cũng phải có cái giá của nó thôi. Giờ em mà trở về cái nhà đó, ông ba em không có chịu lớn. Rồi đời em vô bể khổ luôn. Mày là mày nghĩ giống như vậy á, chứ thực ra đàn ông nó khác lắm. Bây giờ mày ở bên cạnh nó, mày còn không giữ được nó nữa. Tới lúc mày đi về hỏi nó đi, nó tha hồ mà vùng vẫy. Coi bộ con nhà My còn thương thằng Quang. Mày ơi. Ok ok ok. Mày ơi. Ủa cái thằng này. Mày. Rồi trời ơi. Đó. Mày chị thấy không? Trao đựng nha, mình cho thằng này không vậy á. Mày đẻ con ra cho nó, vẫn khác làm tên tôi với em chết trời đi. Mà làm mẹ đơn thân người hơn á. Cái gì? Mày có bầu rồi hả? Mày con ra đây. Thằng mẹ. Mày làm gì vậy hả? Như hồ hả? Không. Như hồ gì vậy hả? 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 Như hồ hả? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Đau quá mày nhận cho. Ôi mày chết rồi sao? Con đứng lại coi. Hả? Như hồ gì vậy? Sao em buồn vậy? Vì em không biết là em yêu ai nữa. Trời đất ơi, phải nằm vậy mới được á hả? Sao mẹ này ông ra sớm cứu con vậy? Để con Hằng với con Mỹ Linh nó đá vô đít con. Mày hay ghê ha. Đàn ông lưng dài vai rộng bị hai đứa con gái đánh biết nhục hả? Hai đứa đó mà hai con gái gì? Hai con quỷ. Chủ tịch, chúng ta có thể nhờ cảnh sát Đài Loan tìm người. Tuyệt đối không thể. Nếu chuyện này tồn tại ra ngoài, danh dự của nhà họ Hoàng biết để bảo đâu. Nhưng chuyện cấp thiết trước mắt là tìm người mà, chủ tịch.
gặp tôi đâu cũng không thể để chuyện đi xa hơn. Tôi lại bỏ con tôn qua cha mẹ. Bây giờ cô con dâu lại nôn nổi bỏ trốn như vậy. Sự việc bộ lộ ra ngoài cũng mất mũi nào bên nhà sau. Tôi lo cô Ngân một thân một mình. Vạn nhất xảy ra điều gì, làm sao cô ấy có thể xoay sở được, chủ tịch? Nếu vậy thì coi như số mệnh của cô ta phải thế. Ban đầu, chủ tịch là người nhất quyết lấy cô Ngân. Vốn dĩ số mệnh của cô ấy đã nằm trong tay anh rồi. Bây giờ xảy ra chuyện, anh lại bỏ mặc cô ấy. Anh nói chuyện thận trọng, đừng vượt quá giới hạn. Xin lỗi, nếu những lời nói của tôi mạo phạm đến chủ tịch anh, thì tôi từ chức ngay bây giờ. Cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ trở thành cuộc nói chuyện của hai người đàn ông, được chứ? Cuộc đời tôi, sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi là tiếp tay cho anh hủy hoại cuộc sống của một người phụ nữ. Bây giờ, cô ấy sống chết không biết ra sao. Mà anh chỉ có ngồi đây để lo cho tư cách của anh thôi. Anh quá tàn nhẫn rồi. Rồi em nói chị Ngân rồi, có bầu đừng có ăn nhậu không thôi. Rồi con nó thối luôn rồi sao? Chị cũng biết nữa. Hồi lúc mới có bầu nha, chị toàn thèm ăn cam, ăn trái cây, ăn đồ chua mà. Tự nhiên tới giờ toàn ăn đồ thối. Nó thối luôn. Sao nhìn mặt anh gượng ép quá vậy? Ngân sao vậy? Đi về. Ngân sao vậy? Ngân. Ngân. Sao vậy? Ở đó thì ngồi ăn khóc được đó. Chị Ngân. Chị Ngân. Ủa sao anh biết chỗ này mà tới đây? Thì anh cho tôi địa chỉ mà. Ừ, anh cũng hay đó, khu này khó tìm nha. Ủa bạn gái anh hả? Có thể kêu bạn gái anh ra ngoài đi, cho tôi nói chuyện riêng với anh được. Tại sao? Mà kêu ra đi. Để em ra ngoài cho, anh cứ nói chuyện đi. Mà biết mẹ là người như thế nào, cô đã chậm tiêu. Có chuyện gì xảy ra với bà hả? Có chuyện chứ. Anh muốn biết không? Đi vội quá tôi không kịp đổi tiền. Anh cầm đỡ. Đô hả? Cũng được á. Bà đi đâu 2-3 ngày nay rồi? Số anh xui rồi, không tìm được bà. Anh có biết bà ấy đi đâu sao tôi biết được? Hành tung bà thật thường lắm, bà ấy đâu ai quản bà. Nhưng mà cuộc sống của bà ở đây thế nào? Bà làm cái gì, ở với ai? Anh nói cho tôi biết đi. Cái khu này nhiều người đàn ông Việt Nam qua đây lao động, sống xa vợ xa con, thì mẹ anh là người mua vui cho họ. Anh trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024.